Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nếu Đại Bồ Tát có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu và tướng của tất cả Pháp là không, là viễn ly, thì Đại Bồ Tát ấy không hành sắc uẩn, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng. Như vậy, cho đến được gần gũi trí nhất thiết trí, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, truyền diệu Pháp Luân, độ các loài hữu tình. Lại nữa, này thiện hiện, ý ông thế nào? Giả sử các loài hữu tình trong châu Nam Thiệm Bộ đều được làm người rồi phát tâm tu học hạnh của các Bồ Tát, đều chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, các thiện nam thiện nữ vân vân, suốt đời lấy những vật ưa thích của thế gian để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Như Lai ứng chánh đẳng giác này, rồi đem căn lành đã tu tập này bình đẳng cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thì nhờ nhân duyên này các thiện nam thiện nữ vân vân ấy được phước nhiều không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thể rất nhiều. Phật dạy: Thiện hiện, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào ở giữa đại chúng tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, bày ra kiến lập phân biệt khai thị để mọi người dễ hiểu và trụ vào tác ý tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, do nhân duyên ấy mà các thiện nam thiện nữ vân vân này được công đức nhiều hơn người trước vô lượng vô số không thể tính được. Lại nữa, này thiện hiện, ý ông thế nào? Như vậy cho đến giả sử các loài hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới đều được làm người, sau khi được làm người lại phát tâm tu học hạnh Bồ Tát, tất cả đều chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, có thiện nam thiện nữ vân vân suốt đời đem những thứ ưa thích trong thế gian để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, lại đem căn lành đã được tu tập bình đẳng cho các hữu tình, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, do nhân duyên này các thiện nam thiện nữ vân vân này được phước nhiều không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy: Thiện hiện, nếu thiện nam thiện nữ vân vân ở giữa đại chúng tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, bày ra kiến lập phân biệt khai thị để mọi người dễ hiểu và trụ trong tác ý tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì công đức đạt được nhiều hơn người kia vô lượng vô số không thể tính lường được. Lại nữa, này thiện hiện, ý ông thế nào? Giả sử các loài hữu tình trong châu Nam Thiệm Bộ này đồng một lúc đều được làm người, có thiện nam thiện nữ vân vân dùng phương tiện giáo hóa hướng dẫn để họ trụ vào 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, hoặc 4 vô lượng, hoặc 4 định vô sắc, hoặc 5 thần thông, hoặc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc độc giác bồ đề, hoặc trụ vào quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, lại đem căn lành đã giáo hóa ấy bình đẳng cho các hữu tình, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thì nhờ duyên